Thì em có kêu là mẹ dọn cái phòng khách cho bạn con ở. Thì mẹ em mới kêu là thôi hai đứa ở chung phòng đi chứ ở phòng khách làm gì cho phiền phức. Trong một năm trời đó là em chịu hết nổi đúng không? Dạ. Em chịu hết nổi về cái chuyện là do Trâm giữ gìn hay là do mẹ em căn dặn em? Dạ là do bản thân em tự kềm hãm. Cả ba. Do cả ba mà. Chơi trong cái thái độ mà rất là tức tối. Nhưng không là gì được. Đó là buổi tối à? Dạ, ban ngày luôn. Tại vì ba mẹ đi làm nguyên ngày á, hầu như là cứ hai ba bữa xuống. Trời ơi, là sống được nhà. Đó, nữ ở dưới nam trên lầu đó, ba mẹ đi vắng hoài á, trời ơi. Nó không xách xe chạy vòng vòng xuống ngủ. Nhìn như một nàng tiên, một nàng tiên xám. Rồi, hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Minh Quang, năm nay em 23 tuổi, em là nhân viên IT. Quang, 23 tuổi. 23 tuổi mà đã có vợ rồi hả Quang? Dạ. Vậy là cưng bao nhiêu? Dạ, em tên là Thảo Trâm, em năm nay cũng 23 tuổi. Rồi, hai đứa trẻ quá, 23 tuổi cao, em cao mét mấy em? Dạ, em cao mét tư. Dạ. Rồi chồng cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m71. Trời ơi. Anh đứng kế em thì anh cao hơn em nhiều. Ủa Trân là làm nghề gì? Dạ em kinh doanh mỹ phẩm. Trân là người Huế hả? Dạ em người miền Nam nhưng mà ba em là gốc Huế. Em biết nói tiếng Huế không? Dạ biết ạ. Cái khuôn mặt của em mà em nói giọng Huế nữa thì là coi như hoàn chỉnh luôn á. Dạ, vậy em xin nói một câu nhỏ. Đúng rồi, em giới thiệu một lần nữa về mình bằng tiếng Huế. Dạ, em tên là Thảo Trâm, năm nay em 23 tuổi và em làm kinh doanh mỹ phẩm. Sáng mai em có thích nghe vợ em nói tiếng Huế không? Dạ có. Rồi hai em là quen Trân trong trường hợp nào? Dạ cách đây khoảng 4 năm thì trường em có tạo một cái buổi bạc ti á, thì vô tình gặp Trâm. Dạ thì ấn tượng đầu tiên của em về cái anh này là một cái ngoại hình rất là buồn cười. Tại vì lúc đó anh ốm lắm, anh mới có khoảng tầm 50kg thôi. Mà anh mặc một cái áo thun hình bamboo màu xanh lá cây, nhìn dễ thương nhưng mà với cái quần thì lại quần jean màu xám xám với lại một cái đôi giày bata. Thì trông nó rất là buồn em cười. Em lại thấy cô này nhỏ quá đi, so với mấy bạn cùng lứa thì ai cũng to, thấy cô này giống như là nấm lùn vậy á. Mình thấy mình dễ thương. Lúc đó thì cũng muốn xin số điện thoại nhưng mà thấy cô này cũng hơi chảnh chảnh. Rồi sau thì quen biết với nhau? Dạ sau đó khoảng một tuần thì lúc đó em bị thất tình. Nên nhớ lại là lúc trước mình có xin cái số điện thoại cô này nên em nhắn tin làm quen thử coi như thế nào. Mình cũng có nghĩa là trong cái đêm đó là em đã xin số điện thoại được của Trần. Dạ đúng rồi. Anh này về cũng không có nhắn tin liền. Thì từ cái buổi đi chơi đó thì một tuần sau anh mới nhắn tin. Nhắn tin với nhau khoảng chừng một tháng. Thì anh ấy rủ đi chơi. Tối hôm đó thì anh ấy rủ ra cầu Ánh Sao. Thì hai đứa nói chuyện một hồi thì anh ấy mới chụp tay em lại. Rồi quay sang. Em mới nói là Trâm làm bạn gái Quang nha. Cái cô này vùng vàng, cô này kêu cho Trâm thời gian suy nghĩ đi. Có nắm tay giật ra. Em có nắm không? Có, em nắm chặt lắm. Nắm sao đâu, giật đi. Đó, cô giật ra phủ phàng. Tôi kêu cho Trâm thời gian suy nghĩ đi. Chứ mình mới quen nhau chưa đủ thời gian. Suy nghĩ bao lâu? Dạ, suy nghĩ thì trong một tuần đó thì anh này lên tấn công liên tục. Thì cứ đi qua chở em đi học rồi chờ em về rồi đón em về suốt một tuần đó. Thì cũng cần đến Noel thì đúng cái bữa Noel gần thì tới Noel là coi như là em chơi tuyệt chiêu cuối luôn. Knock out luôn đúng không? Là em mua một cái món trang sức cho cô này. Là cái gì? Là cái vòng đeo tay. Phải không? Dạ không, dạ, cái vòng đó cất rồi ạ. Thì em tặng cho cô này và em lại nói thêm lần nữa dạ. Em làm bạn gái anh nha. Thì có giật không hay là đưa? Dạ không, đeo đi. Dạ đưa đeo luôn rồi. Dạ. Cái lúc đó là cách đây là bao lâu rồi? Dạ khoảng 4 năm. 4 năm. Dạ. Thế thì bao lâu thì tụi em mới lấy nhau? Dạ yêu nhau được khoảng 2 năm thì tụi em lấy nhau. À nghĩa là tụi em đã kết hôn được 2 năm. Dạ đúng rồi. Rồi trong cái thời gian yêu thì có cái chuyện vui gì không? Nói rằng như là vợ em có ghen không? Trong thời gian yêu thì lúc đó là em vẫn còn học đại học. Thì vô tình em hack được cái tài khoản Yahoo của bà xã. Thì thấy được bà xã có chat lại với người yêu cũ. Thì lúc đó mình không còn cái gì mà mình diễn tả được nữa. Cái thời điểm đó là đã quen nhau rồi. Mấy năm? Dạ cũng phải là 6 tháng. Lúc đó là đã về nhà ở chung với ba mẹ em rồi. À tức là đã về ở chung với lại gia đình bên đây rồi. À là tụi em có sống thử trước. Dạ thì khi mà quen nhau được khoảng 4-5 tháng thì
anh có xin phép về nhà chơi. Thì trong cái dịp Tết đó là thôi em xin mẹ cho anh về dưới nhà chơi đi. Thì đêm khoảng tầm 27-28 Tết thì em có xin mẹ là thôi mẹ ơi cho con dẫn bạn về chơi. Tết này chắc khoảng mùng 3-4 gì đó bạn con về. Thì mẹ em cứ nghĩ là con gái thôi chứ chưa bao giờ em dẫn bạn về nhà. Thì em có kêu là mẹ dọn cái phòng khách cho bạn con ở. Thì mẹ em mới kêu là thôi hai đứa ở chung phòng đi chứ ở phòng khách làm gì cho phiền phức. Dạ thì em mới kêu là dạ không được mẹ ơi bạn trai. Thì lúc đó mẹ em mới té ngửa ra là có người yêu rồi. Vậy dạ, hả? Thì dạ. Lúc đó thì sau cái buổi đó thì coi như là em nói với mẹ là nói thôi mẹ nói với nhà bên chăm cho lên nhà mình ở đi chứ thứ nhất là đưa đón xa quá, hai sợ mất người yêu nữa, người yêu dễ thương quá mà. Anh hỏi là dạ. Khi mà em nói điều đó ra với mẹ em, dạ. Mẹ em đồng ý liền không? Dạ mẹ em thương con trai mà cũng đồng vậy ý. Đó, dạ có. Ước gì mà có mẹ em ở đây thì anh sẽ hỏi mẹ em. Dạ có mẹ em ở đây. Để xác nhận. Có không? Dạ có. Nó không? Nó mẹ, dạ đâu? Không, mẹ đâu? Mẹ ngồi dưới. À, rồi hơi chào chị. Mẹ đó hả? Trời dạ. Tưởng chị không mà. Sẵn đây hỏi thăm chị ha. Trâm về sống với nhà mình á thì cái cảm xúc của mẹ như thế nào? Nó mua một bịch chè Thái về. Nó mua một bịch chè Thái về. Nó nói mà mẹ ơi con nói mẹ cái này cái gì xin tiền mẹ hả? Bật không? Mẹ cho bạn gái con về nhà ở. Thì lúc đầu là rất đắn đo. Sau bé này đến nhà thì thứ nhất là thấy ngoan. Xong mình bảo thôi được rồi để bác nói chuyện với ba mẹ con. Lúc đó mới điện thoại lên cho ông bà Xui bây giờ đấy. Thế thì ông bà Xui mới bảo thôi thế thì được, như thế thì gia đình em cảm ơn quá. Thế là mới dọn cái phòng của con trai để cho con dâu bây giờ ở, con trai lên sân thượng ở. Ồ vậy à, trời ơi. Tức có nghĩa là nhất bên trọng, nhất bên khinh vậy đó. Tức có nghĩa là vẫn ở là riêng, ở phòng riêng hả chị ạ? À? Ở phòng riêng. Nhưng mà lúc đó mẹ có lo không? À, mẹ nhiều khi lại đi chợ, chợ búa rồi nữa. Thật sự là không có lo sợ không? Không có, lo thì tất nhiên người mẹ nào cũng phải có một cái lo lắng cho con cái. Nhưng mà thật sự là mình tin ở hai đứa con. Thì sau một thời gian thì thấy có thể phải đi đến cái hôn nhân thôi chứ không thể để như thế được. Thì hai đứa ra trường và con trai đi làm được một năm và cưới vợ. Có nghĩa cái thời gian mà bé Trâm mà ở trong nhà mình là bao lâu? Trời ơi, siêu vậy đó hả? Một năm mà giữ được siêu vậy đó. Cái vấn đề là chị là nói với Quang là phải giữ, phải cẩn thận, đừng có đi nhầm phòng, chuyện đó là chuyện dễ. Rồi cái chính là chị căn dặn với Trâm như thế nào, chị sẽ dặn như thế nào? Hai bác cháu mới tâm sự. Mà cái mà quý nhất á, là cái gọi là ngàn vàng của con gái. Thì con phải giữ được cái đó, chồng nó mới yêu thương. Và mình cũng có một cái gọi là cái giá của mình á. Thì Trâm Vân dạ thấy cô nàng này khi mà Minh Quang nó cợt nhã trong nhà thì cô này nghiêm mặt lại. À, anh đừng làm như thế trước mặt mẹ. Nhưng mà không biết sau lưng mẹ có thế không. Không biết. Như vậy là Trâm là rất nghe lời mẹ em. Dạ. Mà nói gì nói chứ lửa gần rơm lâu ngày nó cũng cháy. Thì mà cái lửa mà nó gần rơm hoài mà cái rơm nó bị tưới nước lên hoài không cháy được thì sao? Thì trong quá trình một năm Trâm ở nhà em á thì em chịu hết nổi rồi cái em mới nói thôi giờ cưới đi cho hợp thức hóa luôn. Có nghĩa là trong một năm trời đó, dạ. Là em chịu hết nổi đúng không? Mà em chịu hết nổi về cái chuyện là do Trâm giữ gìn hay là do mẹ em căn dặn em? Dạ là do bản thân em tự kềm hãm. Cả ba. Do cả ba mà do Trâm là nhiều hơn. Tại vì cứ một lần tới đụng là cô nói là em ở nhà anh mà giờ lỡ có chuyện gì rồi em khó coi khó nhìn mặt rồi ba mẹ em sao. Thế đó mới em mới kêu thôi như vậy thì mình cưới luôn đi. Mà Trâm ơi. Dạ. Em ở nhà đó mà em có bị hoài không? Dạ em biết á. Dạ, em đang đóng cửa trong phòng thì anh này xuống gõ cửa. Em ơi mở cửa nói cái này nè. Anh nói cái gì? Thì anh nói cái này thôi, nói xong rồi anh đi lên. Thôi anh ở ngoài đi anh nói vậy đó, đứng cửa đó anh nói đi chứ. Em trong này em nghe rõ lắm. Thì anh này cứ đứng một hồi không được, bắt đầu hậm hực. Thì bữa thì đi lên sân thượng nằm, bữa thì chạy xe vòng đi chơi trong cái thái độ mà rất là tức tối. Nhưng không là gì nữa. Đó là buổi tối à? Dạ ban ngày luôn, tại vì ba mẹ đi làm nguyên ngày á, hầu như là cứ 2-3 bữa là xuống một lần. Trời ơi, à, là sống luôn nha. Nữ ở dưới nam ở trên lầu người ta nói ba mẹ đi vắng hoài á, trời ơi. Nó không xách xe chạy vòng vòng cũng ngủ.
con vậy là cảm ơn mẹ. Dạ. Tại vì mẹ dạy, mẹ giáo dục con vậy là quá hay. Chứ còn đúng là chị cho mà cả lửa cả rơm nó ở sát bên nhau vậy, mình không quản quản vậy là chị quá hay đó. Rồi, sau khi cưới về thì bây giờ có phát hiện ở anh này có điều gì xấu không? Dạ, sau khi cưới về thì nó không còn màu hồng như hồi yêu nữa. Bây giờ cái chuyên mục giặt mặt mà. Cái chương trình đặc sắc của ta là cái chuyện cái phút này nè, đó, nói đi. Dạ, cưới về thì anh này mỗi lúc một nóng tính hơn và hay la những cái việc lặt vặt. Thì ví dụ như là đi ra xe mà quên nón với khẩu trang, kêu ở anh ơi đứng đợi em chút xíu đi, em vô em lấy nón, em lấy khẩu trang. Có nhiều đó mà cũng quên, đi tới đi lui có nhiều đó mà cũng quên. Người gì mà bất cẩn hậu đậu quá vậy? Tại vì cái đó em đã nhắc nhiều lần rồi mà cô này cứ có tính hay quên như vậy. Chứ mình đâu có muốn la vợ mình đâu. Anh còn gì nữa? Dạ, cái thứ hai nữa là từ khi mà cưới về khoảng được nửa năm thì tụi em có từ Sài Gòn về tỉnh để làm quán bán. Thì anh này nhậu rất là nhiều, hầu như là đêm nào cũng đi. Còn nếu như mà ít là khoảng 2-3 bữa đi một lần. Mà nhậu thì không nhậu sớm, 9 giờ đêm bắt đầu nhậu. Bữa nào mà về sớm là 12 giờ đêm. Tính của em thì không có chồng ở nhà không ngủ được. Em có nói là anh ơi đừng có đi nhậu thế này nữa, nhưng mà anh không nghe. Hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau những cái chuyện như vậy nữa. Thường thì là những ông chồng mà khi mà nhậu xỉn vô đó, cái này anh không biết là quan như thế nào. Đôi khi mà người ta không kiểm soát được cái hành động cũng như lời nói của người ta thì đôi khi là hay lôi những cái chuyện cũ ra nói á. Dạ đúng rồi, anh này thì chuyên gia cứ nhậu bữa nào mà xỉn lắm á thì về nhà ngủ thôi, không nói gì hết. Còn bữa nào mà xỉn hơi á thì bắt đầu về là hồi xưa em lăng nhăng với người này, em lăng nhăng với người kia, em chắc chít này nọ, là lôi hết chuyện cũ ra thôi. Là chồng em là dân IT nữa. Dạ. Rồi có khi nào mà cài phần mềm gì vô máy em không? Dạ có, khi mà hai đứa đang quen nhau á thì anh này sau cái đợt phát hiện em chat với người yêu cũ thì có cài phần mềm vô điện thoại của em. Tức là ai nhắn tin tới cho em hoặc là em gửi tin nhắn đi cho ai thì nhảy qua máy anh này. Gần nửa năm trời em mới biết được cái việc đó, là em rất là giận. Là bữa đó vô tình là hai cái điện thoại để gần nhau, thì điện thoại em, bạn em nhắn tin tới thì kêu cái teng, rồi điện thoại anh này cũng kêu cái teng. Em kêu ủa sao hai điện thoại tự nhiên nó lại kêu cùng một lúc như vậy. Thì em mới lật điện thoại anh này lên thì em mới thấy là hai tin nhắn là y chang nhau, là cùng số gửi. Dạ, thì em mới giận quá, em kêu anh này vậy là tại sao anh lại không tin tưởng em, tại sao anh lại làm những cái việc như vậy. Mình yêu nhau cũng lâu mà sao anh lại cài phần mềm thế này thế nọ. Em là không có đồng ý, em rất là buồn. Thì anh này vẫn tỉnh đó, không trả lời gì hết à? Dạ, cái đó là phương án của em. Phương án tỉnh như là dạ, không có chuyện gì xảy ra. Mà tại sao em phải làm vậy, em không tự tin bản thân mình hay sao? Tại vì lúc mà trước khi cưới là em có phát hiện ra là cô này chat với người yêu cũ. Xong rồi từ đó em đặt cái mối nghi ngờ, em thử coi cô này có còn ai nữa không. Nên em thử cài đặt mà mình cũng test thử cái phần mềm mà của mình làm ra luôn. Mà cái đó nguy hiểm lắm đó. Gọi là nghe lén thông tin cá nhân là dễ bị vi phạm pháp luật lắm đó nha. Bỏ chưa? Bỏ dạ đi. Rồi bây giờ tới quen đó. Sau khi cưới về thì bà xã em có cái tính hay quên hơn. Mà đặc biệt một cái á là khi mà hai vợ chồng xảy ra xung đột hay tranh cãi á thì Trâm cứ im lặng. Tới khi nào mà em hết chịu nổi rồi em la lên thì cô ấy mới bắt đầu suy nghĩ rồi nói. Còn gì nữa không? Dạ không, Trâm gần như hoàn hảo rồi. Chỉ có hoàn hảo. Nếu là hoàn hảo vậy thì chắc đâu có mong muốn Trâm thay đổi điều gì á. Dạ chỉ mong muốn Trâm thay đổi một điều là khi mà em nói, Trâm hãy nói chuyện với em. Chị hỏi lý do tại sao Trâm lại không nói. Không phải là em không muốn nói, mà tại vì anh này rất là nóng tính. Khi mà em nói cái gì ra mà anh này không vừa ý là anh nạt lại liền. Khi đó là mình cảm thấy là thôi thì mình nhịn đi, mình nhịn cho nó qua chuyện đi. Chứ mình nói rồi hai vợ chồng lại cãi nhau lớn tiếng, nó không có hay. Khi nào mà em tức quá, em kìm nén không nổi thì em mới nói một vài câu xong rồi thôi. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi là mỗi lần tức giận lên chồng em đừng nói gì không? Dạ không, thì em vẫn muốn anh nói ra những cái điều mà đang tức tối trong lòng. Ví dụ như là muốn em thay đổi cái gì là anh phải nói ra. Nhiều khi mà anh tức em thì em hỏi là anh ơi có chuyện gì vậy, thì anh quay qua tự hiểu đi. Em không có biết chuyện gì đâu mà tự hiểu. Thì anh cũng phải gườm gườm mặt cũng 1-2 tiếng đồng hồ sau thì anh mới chịu nói với em. Thì nhiều khi như vậy em cảm thấy rất là buồn. Chị nghĩ rằng những cái mong muốn của vợ em đối với em á, chị nghĩ là chính xác. Tại vì thực ra em nghĩ rằng á, lúc mà em nóng lên mà Trâm nói đôi co với em á, thì em nghĩ rằng cái việc đó nó mau kết thúc cái phần mà tranh luận. Nhưng mà biết đâu chừng á, nếu mà Trâm mà nói qua nói lại á, thì cái xung đột nó bùng nổ hơn nữa. Tại vì tánh em nóng á. Đó thì chị thấy là nếu mà nói về sữa đó thì bên đây sữa nhiều hơn bên đây. Thôi đừng có nạt vợ mình. Một người vợ nhỏ nhắn như thế này rồi mình lớn rồi, nạt nữa thấy tội nghiệp. Nghe. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Dạ, yeah, cảm ơn. Em
hát thử anh nghe đi. Rồi cái bà vừa cất lên một câu, cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ, cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại một lần nữa đi, cho anh. Cua trong bao lâu á thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là. Một tháng cua ổng á em tốn kém dữ lắm. Tại vì tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Và từ khi mà khoác cái này lên là cái hiện này nguyên hình là bắt đầu. Hiện sao chung thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Mời cặp vợ chồng của bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Hôm nay Chung và Thanh cảm thấy rất là hạnh phúc khi tham gia chương trình, bởi vì đây là một chương trình rất là yêu thích với Chung và Thanh. Chung có thể giới thiệu kỹ hơn về công việc của em hiện giờ. Dạ, công việc của em là thiên về sáng tác và âm nhạc thôi. Còn bà xã? Dạ, em tên là Trần Kim Thanh. Hiện tại thì em đang làm quản lý của một nhà hàng. Dạ, em 26. Hai em là biết nhau khi nào? Tụi em biết nhau năm 2010. Thì lúc đó là tự nhiên cái em rảnh quá, em phải tìm cái gì đó học để nó hết thời gian. Cái là em mới nghĩ ra là đi học hát nhảy múa. Cái em mới hỏi bạn thì bạn cũng giới thiệu cho em là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hồng Di. Thì ba nhạc sĩ đó là nổi tiếng, với lại chắc dạy hay lắm mới nổi tiếng. Em cũng nghĩ như vậy á. Xong cái em mới nhờ bạn xin số. Em gọi ổng, em hẹn ổng để gặp mặt để nhờ ổng dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát à? Dạy hò dạy hát trong cuối cùng. Dạy hát luôn. Đúng không? Nhưng mà học được lâu không? Em học được lâu không? Dạ em học có ngày vậy. Có ngày luôn. Trời ơi, một ngày chắc hết hồn bụng thầy luôn. Dạ không, cái ông thầy này chảnh lắm. Em hẹn mấy bữa luôn, ổng mới cho em được tiếng để gặp. Gặp xong cái ông nói đi. Gặp ổng mình cũng bị choáng váng, mình không nói được luôn. Tại sao lại choáng váng? Nó đẹp mà nó cũng hơi lạ lạ. Rồi lúc mà em gặp vợ em á, cái cảm giác em sao? Lúc đầu em thấy dễ thương thôi. Cái em muốn coi cái nói gì trước. Và cái ngồi nói chuyện rồi nói là em muốn học hát. Em mới hỏi là em hát thử anh nghe đi. Rồi cái bà vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại một lần nữa để cho anh nghe đi. Anh cho anh nghe dạ, đi. Dạ thôi, thôi. Em hát cái gì mà. Ở lúc đó có hai người à, còn bây giờ đông lắm mà em. Đông lắm mà đông. Không sao đâu, ở đây không ai nghe đâu thiệt á. Không, đó, thôi anh ơi, từ khi anh nói vậy là em bỏ luôn ý định học hát. Lại hát một câu thôi mà. Thôi nghe, nghe. Hát một câu đi. Một câu một thôi. Chị muốn thực sự là coi lý do gì á mà Chung nói em đừng có theo người hát. Đừng hát không? Hát câu rồi đành. Ê, ổng đang xuống. Hát đi Thanh. Hát đi. Thôi cho anh càng nữa đi. Em mất rồi, em không hát. Có một chút hát rồi. Thôi em dạy cho em xin phép hát một câu trong bài Mộng Thủy Tinh mà đúng ngày rồi. Xưa em khơi lại cái nỗi đau của em. Lê chân buồn thương trên đường khuya trên lối xưa. Đó. Ý ra là cũng có kiểu đó vậy á. Không nghe chị thấy là hát không có dở nha. Dạ. Em nó khai thật đi lý do gì mà em khuyên vợ rồi, em cái này là em biết hát. Là sau này cưới về ông mới khai thật em á là không phải ông em hát dở. Mà ổng nói em là hát giống cải lương á, ổng không có dạy cải lương. Không phải luôn, em nói lý do đi Chung. Dạ, nói có hai lý do thì là. Lý do thứ nhất á, là giọng của bạn này á là hợp với dòng dân ca hơn. Lý do thứ hai á, là em nói thiệt là em cũng có hơi có cảm tình với bạn này. Mà thấy bạn này cũng ngây thơ mà nó non nớt lắm. Nên em không muốn bạn này dấn thân vào. Đó, ta gặp một cái là người ta đã thấy sấm sét ở trong lòng người ta rồi, người ta muốn giữ riêng cho người ta rồi. Sau cái buổi mà từ chối đó thì hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không? Sau cái buổi cà phê đó là em thấy là hơi buồn buồn rồi. Cái em nghĩ là chắc là không gặp mình nữa đâu. Cái tự nhiên bà rủ uống cà phê xong ăn cơm nha anh. Nghĩ chắc ngày mai không gặp nữa đâu. Cái đồng ý cho bà vui. Cái ăn cơm xong rồi nói chuyện trên trời dưới đất khác thấy cũng vui. Cái sau đó là tự nhiên hứng nhau rủ đi coi kịch. Cua trong bao lâu á thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là. Mà một tháng cua ổng á em tốn kém dữ lắm. Tại vì tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là
ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Ừ. Lên Đà Lạt chơi. Em đi ăn tối thôi rồi về. Trời sao chở thẳng ra Phương Trang luôn. Em kể tiếp đi. Xong rồi ra Phương Trang luôn, hỏi cái gì đây nè. Tự nhiên đi lên Đà Lạt luôn. Rồi, bây giờ chính thức yêu nhau là khi nào? Là sau cái chuyến đi Đà Lạt. Dạ, vâng. Dạ. Sau chuyến này là vậy, khi mà yêu nhau thì hai đứa có vui vẻ hay là có cái gì bất chắc chắn là phải ghen rồi. Dạ không, lúc đầu không ghen cho nên em mới thương. Ồ. Dạ. Giờ ghen rồi, bây giờ biết ghen rồi hết thương. Rất là tâm lý, đi đâu không hỏi gì hết, em làm gì cũng không dám ý kiến gì hết. Cho nên em mới đây là một cô gái tâm lý, cô gái biết thông cảm, biết chia sẻ, hiểu, thương. Dạ. Rồi bắt đầu lộ ra nguyên hình nguyên trạng. Lộ, lộ nguyên hình. Dạ, từ khi mà khoác cái này lên là hiện cái này nguyên hình. Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Có thể gọi là vỡ mộng không chung? Bình thường thôi, tại vì cái môi trường em làm việc là em cũng tiếp xúc với lại nhiều bạn ca sĩ, nhiều bạn người mẫu xinh đẹp. Nhưng mà thường vợ em ghen như thế nào? Cấp độ mấy? Dạ, cấp độ là tự kỷ, tự dằn vặt. Tự dằn vặt. Rồi mặt như cái mền. Như cái mền. Chứ không nói, không ý kiến, không... Có nhéo, có ngắt. Sao thành, sao thành. Nhưng mà em thấy á là em ghen á là em thấy em hiền lắm luôn á. Em ghen á là em sẽ tự buồn thôi, chứ em không bao giờ em quát ổng đâu. Cái đó mới làm cái người nhạy cảm với em cảm thấy bị day dứt. Là thí dụ thà là nói thẳng với em không thích anh nói chuyện thân mật với người ta này kia thì em biết để mà em điều chỉnh cái này. Cứ tự buồn rồi em mới nghĩ tại sao mình làm cho bả buồn hoặc là tại sao bả lại buồn này kia. Em cứ suy nghĩ hoài cho nên em cũng mệt. Và thường thì em tìm được lời giải đáp đúng không? Dạ, thường là cái câu trả lời đó nó nằm ngoài suy nghĩ của em. Có cái trận ghen nào mà giận em bộc lộ không? Khác cái tự kỷ đó. Có, trận gần đây là em ghen mà phải nói là em phát điên luôn. Tự nhiên đêm có số điện thoại nào á, cái nhắn tin tới là anh ơi này anh ngủ chưa, ra gặp em được không? Rồi lúc đó em đi lên ha, cái kêu ổng dậy, ổng đang nằm ngủ. Anh này của ai nhắn vậy? Anh nói anh không biết. Cái nói vậy anh hỏi lại đi, cái nói là em hỏi đi. Nhưng mà em không dám hỏi. Tại em sợ em gọi người ta là chửi em nữa sao. Em mới tức quá, lấy điện thoại ổng em nhắn lại. Em ơi, giờ này vợ anh đang ngủ, em nhắn gì vợ anh buồn sao? Cái xong cái nó nhắn lại, ủa anh nói là vợ anh đâu có dám cầm điện thoại anh đâu, mà sao vợ anh biết được. Cái lúc đó là kêu ổng dậy dậy hết để cho ổng nói ổng buồn ngủ quá, ổng ngày mai nói chuyện. Em tức quá em không ngủ được. Cái xong rồi sáng ổng còn đang ngủ á, em bồng thằng nhóc á qua nhà bạn ở luôn. Nhưng mà em xuống xin với ba má ảnh là má con về nhà ngoại chơi á, mai mốt không lên nha. Phải nói dối với ba má vậy á để cho ba má khỏi lo. Em bồng đi 2 ngày ổng không nói năng gì luôn. Lúc đó trời ổng lo ổng sáng tác. Ổng không nói năng gì luôn ông mà mấy cái cảm tức xúc động sáng tác bài hát xong mới. Rồi cái nhắn tin để mà chọc tức ổng nổi điên lên để ổng chửi lại hay ổng quan tâm, thà rằng ổng chửi nhưng mà ổng cũng có quan tâm. Không trả lời luôn. Trời, lúc đó không biết làm sao luôn á. Cuối cùng em tự về. Cái quan trọng là tôi muốn nghe cái khúc sau, không biết làm sao. Thì tức quá cái mình nói thôi bây giờ nếu không quan tâm thôi ly dị đi, không sống với nhau nữa. Để xong rồi ổng cũng im lặng sao, đến chiều tối mới nhắn tin xin lỗi này kia các thứ, xong cái ổng đi đón về. Rồi lên xe luôn. Lên liền. Ủa mà chung lý do gì mà vợ mình đi vắng 2 ngày như vậy mà em lại im liền? Mừng quá, chứ mừng quá. Được tự do. Hớn hở, hơi thoải mái giúp em đi đá banh với bạn. Cho nên không, nói chung là em cũng bị một cái tật là em hơi vô tâm. Với lại cái tính là nếu mà em rơi một cái cuộc tranh cãi nào đó, nếu em thấy em đúng em sẽ im lặng. Ê, nhưng mà em có biết rằng là vợ em đang ghen không? Em biết là đang ghen. Cuối cùng hai vợ chồng có giải quyết cái tin nhắn đó là như thế nào và cái lỗi đó thuộc về ai? Thì em đã nói rồi, cái tin nhắn đó người ta nhắn tới anh không kiểm soát được. Em đâu biết được là người ta nhắn nhắn. Nhưng mà cái đó là bạn gái cũ của anh. Thì anh phải nói, tự nhiên cái nói anh không biết ai hết. Cái đến khi mà em mò ra được, em hỏi anh biết tên bé đó là tên vậy đó, anh biết ai không? Cái nói, cái đó bạn quay cũ lâu rồi, không gặp nữa. Thì lúc đó mới thú nhận. Nhưng mà bản thân ảnh là anh nhớ dai lắm, nhất là số điện thoại của con gái anh nhớ dai lắm. Mà làm sao mà anh quên được số điện thoại của bạn gái cũ nhưng mà giả vờ em nữa. Chuyện nó xảy ra lâu chưa? Cách nay có 6-7 tháng rồi. Vậy là lâu rồi. Mà chuyện đó là cái trận ghen mà ghen dữ nhất đúng không? Ghen mà này gọi là ghen lịch sự đó quý vị. Ghen lịch lãm. Đứa nhỏ nhà là ai chăm sóc nhiều hơn? Bởi em chăm sóc nhiều hơn. Vậy hả? Ví dụ như đêm mà con khóc hay là này kia nọ đó, có bao giờ mà em thức dậy em chăm
Dạ không bao giờ đâu chị. Không bao giờ. Cái mấy bữa mà con khóc quá, cái em nói anh ơi vậy phụ em đi em mệt quá. Ờ anh biết rồi, cái lấy em bê ba á chị. Đeo vô lỗ tai mở lớn lên ôm gối ngủ tiếp. À. Nghĩa là đeo vô đó là một hình thức, nghĩa là chống, là chống cái khóc của con. Chống ồn, cái đó là chống ồn đó. Thì đó chống cái khóc đó. Tại vì cái đó là em cũng nói lại luôn là em với lại bà có cái mâu thuẫn về nuôi dạy con. Em muốn tập cho nó cái tính tự lập, nó tự ngủ. Còn bả là thấy nó khóc hay là nó nhõng nhẽo là lại chiều theo nó, cho nên rất là mệt. Mỗi khi mà bả có công việc đó, bả đi cả ngày á, thằng nhóc ở nhà với em thì nó rất là bình thường, nó chơi tự chơi này kia rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà bả ở nhà là bắt đầu nó nhõng nhẽo này kia lên đó, thì em cũng nói là nếu mà đã mâu thuẫn về cách dạy con vậy thì em phải chịu cái hậu quả của cái sự nuông chiều đó của em. Là buổi tối nếu mà nó không tự ngủ được thì em phải chịu hậu quả đó. Sâu xa quá. Bây giờ Trung nè, sau khi lấy Thanh về, Thanh có thật xấu? Thứ nhất là hay tự kỷ, cứ bắt người khác phải hiểu mình. Mà em đâu phải là thầy bói đâu, hiểu được đang nghĩ giùm đầu. Nếu em hiểu được thì em đi làm thầy bói cho nó nhiều tiền. Nếu mà không hiểu là chắc là không quan tâm. Có nghĩa là từ cái chuyện đó mà suy ra nhiều cái chuyện khác, không quan tâm là không yêu, không còn yêu nữa, không hợp nữa, ly dị. Đúng rồi. Chứ lúc trước thì khác, lúc trước thì dành thời gian cho em nhiều, còn bây giờ toàn là chuyện rồi nhạc rồi đi đá banh. Em bây có em bao hỏi nhiêu anh Thuận giờ là bây giờ có ai câu được con cá rồi mà cũng phải banh mì con cá rồi để nhét mồi vô cho con cá nữa. Đó là lý do tại sao mà vợ chồng thường hay ly hôn là vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là cá phải tự ăn đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em mong muốn vợ em là cái gì cũng nói cho em biết, nói ra thì sẵn sàng mình làm. Nếu mà những người nào không làm thì mới trách là tệ. Thế còn thành tật xấu của Trung là gì? Hay hành hạ người khác đêm khuya lắm. Mình đã chăm con mình mệt rồi, 2-3 giờ sáng còn khều 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 khều. Khều làm gì? Em ơi, anh đói bụng quá, anh xuống nấu gì cho anh ăn đi. Mà lúc đó mình đang ngủ ngon rồi đó. Cái nhiều lúc đó mình cảm thấy tủi thân, con ở. Có bao giờ em nói là thôi anh đói anh tự nấu, em mệt lắm em muốn ngủ lắm, có không, giờ em nói câu đó không? Tại vì em không nấu là ông nhịn đói luôn à. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì nữa nè? Ông muốn làm gì cho em, ông tự giác ông làm đi, ông đừng có hỏi đi hỏi lại nhiều. Vậy rõ ràng ở đây cái điều mà hai bạn muốn thay đổi về nhau nó hoàn toàn là tỷ lệ thuận với nhau chứ đâu có tỷ lệ đúng rồi đâu. Ví dụ như Chung á, là Chung muốn em nói. Đừng có giấu cái gì trong lòng nữa, em muốn ở chung điều gì thì em phải nói ra. Còn em á thì em lại muốn là Chung tự làm cái điều đó đi, đừng hỏi em và đừng để em nói ra. Làm sao mà được? Đó là một cái điều mà hoàn toàn là hai người song song không bao giờ gặp nhau được nếu như mà hai người đều không tự điều chỉnh thôi, chứ cũng cần phải thay đổi điều chỉnh. Tại vì ở đây nó không phải là bản chất, ở đây nó chỉ là một cái sự việc là chưa tìm được cái tiếng nói chung thôi, đúng không? Hai người tự điều chỉnh một chút xíu được không? Thì chúc hai vợ chồng em hạnh phúc hơn nữa, và riêng bản thân Chung sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa đến với công chúng nha. Rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, dám không? Dám thì làm đi, đừng có nói không làm. Tức quá. Không, không liền đúng không? Đó, tức quá hôn liền. Xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh. Em buồn lắm. Rồi. Anh đi rước, lúc đó em cũng xịn xịn rồi. Đó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn, nói nhiều quá, giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh ống chở thẳng vô khách sạn luôn. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không? Giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn, chưa sợ nữa. Tụi lên tôi bút phòng nha, bút phòng. Chưa sợ luôn, vô phòng. Đóng chưa đinh. Sợ luôn, chưa sợ luôn. Chưa sợ, đóng đinh. Chắc từng lâu. Khi xong lúc em vô phòng em nói chứ, em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh gọi cho mẹ em chi. Kêu mẹ đón chơi mấy phụ huynh nữa. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Một đôi trai tài gái một sắc. Một đôi trai tài gái sắc là rất là gọi là thân thiết với tôi. Rất vui khi là được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và mời hai em. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Dân. Chị Dân. Dạ, chị Dân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Đó. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được nhiêu 34 chữ vậy? Trời ơi, khai mang hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nó thiệt cả là em với là em nhỏ bằng tuổi bằng hay tuổi là bằng tuổi? Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gọi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son.
Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi, nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi mà trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Dạ, tụi em á, gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em tính lại nha, cái đó là cái bữa tiệc khai mái phim của em, còn cái bữa tiệc ốp đòn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi bữa tiệc khai mái thì cái người mà khai mái cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi, xí soạn đi tới thôi, chứ không liên quan gì tới bữa tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đòn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đằng sau anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng một thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng hai thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ánh đúng không? Xíu. Đó. Vũ Ánh thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đẹp cũng mà. Có. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Facebook, dạ không. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em. Thả thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chứ không? Không trả lời qua loa như vui. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu những câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi, nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Lâu dữ vậy. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Cái xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới đầu mới cho nắm tay rồi mới hôn, thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha hay là gì đâu có. Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, dám không? Dám đi làm đi, đừng có nói không làm. Tức quá. Hôn liền đúng không? Đó, tức quá, hôn liền. Xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao? Tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Không có anh, sau đó không bỏ em đi. Bao lâu? Chắc chừng tháng. Tháng 2 tháng sao? Tình yêu đẹp thì mình kể đó chứ. Không, kể đi. Cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chung chuyên. Em nói chuyện 4 năm quen nhau chia tay 8 lần. Ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ động chia tay. Tại sao? Đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa. Mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại vì em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ, nhưng mà thật ra anh không có phải vậy, mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em thì em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn á. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi, thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa. Tại vì giờ em quá ghen. Cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi, sao hôm nay tự nhiên cái ông im re, mà nói cái gì em cũng hầm hừ, xong em bỏ đi. Thế là người ta find out ra được cái chuyện đó là do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Trời, em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi, nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà dạ em bị bắt cặp không? Không có lén phén. Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em và ông chia tay đi chăng, thì khoảng thời gian đó thì em biết là ông cũng có qua lại với những cái người mà ông có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó cho nên là em ghim vào cái chuyện đó, mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em đó nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng. Trời. Lần cuối cùng là 6. Dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay vậy cũng gần 5 vậy rồi. Vậy chi dạ. Là cũng như là cũng cả 5 trời. Cả 5 hơn, trời. Dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn, thì lúc đó thì anh lại quay về. Anh muốn là tụi em tái hợp lại lần nữa, nhưng mà lần này em không có chịu nữa.
Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc đó em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian vợ một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Thay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình này nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi, lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nữa chơi quyết định cưới luôn ơi. Chơi hách chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn một năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới em nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ. Ôi mới ơi. Bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn không? Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi up đoàn phim của em. Thì hôm đó em up đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước, lúc đó em cũng xịn xịn rồi đó, cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn. Em sao lúc hồi đầu em hù dọa thôi, em nhà có cửa đàng hoàng tại sao không chở về nhà. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tụi lên tụi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng đinh, chưa sợ luôn đóng đinh chắc từ lâu. Cái xong lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh gọi cho mẹ em chi, kêu mẹ lót chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em, ông trong cái tư thế mà chạy trốn anh hiểu không, dù mà em có mét mè là ông trốn liền. Nhưng mà mình ổn là liền không ổn chứ. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi, nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. Đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiện mua đồ online. Trời ơi, em ví dụ như em là phụ nữ, em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường em mua gì? Em xin chính những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mall thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh nè, anh mua một cái máy chạy bộ gần 20 triệu mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu được, bán luôn. Em bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn. Trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo ông dọn nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị. Em lột ra, sao em xếp áo thun, áo sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc, quần dài ra quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy? Em xếp là anh không có tìm được đồ, em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em. Thôi, cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì? Nói em lấy cho. Giờ muốn lấy cái áo đó phải không? Để im đó, đợi xíu, luôn nè. Giờ muốn lấy cái gì em tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Yeah. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để từ ngày vợ em về, giờ em mới mua thùng để lên kho. Đồ em tống lên kho hết. Bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu. Bây giờ tật xấu tài vậy còn là không? Anh không đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi, mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em, như vợ em đã nói là ghen. Ghen kinh khủng. Có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy. Nhưng mà giảm được 20% giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá. Cái người đó mà vợ em không thích đó, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó đó, là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì vợ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhà mà trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ. Dạ, đi chợ nấu ăn hết. Xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em tranh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao?
Chăm con thì hai chồng em chia đều. Ảnh á? Anh dạ, ảnh cũng có, anh chăm con cũng giỏi. Nhiều khi còn khéo hơn em, ảnh là anh tắm con khéo hơn em. Chứ em là em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa, vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu, nhưng mà bỏ luôn cái đó đi, tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi, em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, cái hướng xây dựng hơn nè. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi, và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né né bớt đi để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và em rất, em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị chỉ thấy là tại vì á, thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ á, sống trong một cái gia đình á, mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề á, là một cái điều rất khó khăn á. Nhưng chị nghĩ vậy nè, anh Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy, chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng đó. Đúng rồi. Mình rất là mệt, đúng mệt rồi. Lắm mình đi, cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc mà cái nghề diễn viên thì em biết là đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gia. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này. Đúng ha. Rồi. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc. Ha. Xong anh chồng em mới tiết lộ là anh còn zin nữa nha. Anh còn zin nữa nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghĩa là em đi tắm rồi không? Rung sợ rung lắm anh, đó là em rung lắm, sợ mình sợ mình mất bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Bây giờ chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa, mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời. Thôi đi cưng. Đây. Chào hai em. Rồi, hai đứa giới thiệu về mình xem nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, cũng như anh Quốc Thuận, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em họ tên đầy đủ là Lê Minh Chương, 29 tuổi. Hiện tại công việc của em làm ca sĩ tự do, cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tấn Thảo, em đến từ Quảng Trị. Dạ, con 23 tuổi. Giọng Quảng Trị nghe dễ thương. Nhỏ xíu. Có phải là trong một dịp nào đó em thế bắt gặp bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh, đúng không? Dạ, thực ra là như thế này này. Em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng, cũng có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng. Thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Lúc đó em căng thẳng, vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng, em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng, comment đầu tiên luôn. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi núi Bà Đen với anh đi, mà không biết là cổ đang chăm sóc mẹ ở ngoài quê. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp một dịp đó vô Sài Gòn rồi gặp. Mà ủa nhưng mà tại nào. Sao em lại là bạn Facebook của cổ, hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. Dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Đúng không? Dạ. Khi mà nhận được comment đó thì sao? Em xóa status liền, xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Dạ, xóa dấu vết đi đúng không? Dạ vâng. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá. Đó là em mang khẩu trang bởi vì dịch Covid đấy. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Wow.
body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó em mới chia sẻ như vậy. Nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này hay là em vô đây là vì chỉ gặp ảnh thôi? Lúc mà em bị căng thẳng đấy, và em đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa, anh cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú, là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi, rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người có gặp nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Sau đó thì có đi Bà Đen không? Có dạ, đi có. Bà Đen không? Mười... Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua ngày hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Thì có bữa tỏ đó... tình tỏ ơi gì không hay như thế nào? Dạ có, chị có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em dạ. Tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ. Em sốc không? Sốc chị. Sốc. Tại nào giờ mình là người chủ động không anh, mà cô này là người ngược lại là chủ động. Nhưng bây giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi. Tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn. Coi như em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn á. Qua ngày hôm sau luôn. À tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là em ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Chồng em mới lo lắng, bởi vì là trên lần đi núi Bà Đen về á, ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Xong anh chồng em mới tiết lộ là em còn zin nữa nha. Em còn zin nữa nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Gái sao nè. Lúc đó là khuya rồi, nên là anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là em đi tắm rồi không? Vâng, sợ quá. Rung lắm anh, đó là em rung lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sắp bị giận thịt đó, đúng không? Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có không ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. Đêm đó là vẫn còn chưa có thiệp. Dạ. Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi. Dạ. Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là, tức là tất cả mọi người ấy cứ nghĩ em bị điên, rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em cũng nói cho mày thấy quy heo nhỏ đó bị điên này kia rồi, bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua hết tất cả, để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn, nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm. Mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về nè, thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ đồng ý. Là nay được bao lâu rồi? Dạ nay cũng gần một năm rồi đó chị. Gần một năm. Hơn một năm ấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Phong tục người miền Trung á là khi mà mang thai á là phải cưới. Bên nội á đi coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu, yêu nhau về là ly tán. Nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi. Em nhớ ngày 15 tháng 6, 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ, đã đúng rồi. Em bé bữa nay là mấy tháng rồi? Dạ, em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ, trai gái? Dạ, trai. Rồi lấy nhau, như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng... Năm. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Cho thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Đó, nói trước đây. Thế em nói trước đi. Vợ em mà có cái tóc não cái vàng, nói trước quên sau vậy đó. Ở vậy em hay cằn nhằn hoài, rồi nhiều khi là cổ như là hơi chậm xíu. Thấy ăn nói từ tốn,
nói cũng chậm nữa. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm nữa phải không? Chậm nhưng mà có chắc... muốn gì không? Nhưng mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó động lại trong người, những cái stress là em đã giải vượt qua hết rồi, giải tỏa hết rồi. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy, là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm, là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự Tin Đứng Vững Trên Con Đường Mình Đã Chọn. Lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào luôn, chạy vào Sài Gòn luôn. hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cổ vào xong rồi là cổ đóng cửa phòng không cho em thoát lui đó, rồi cổ tỏ tình với em luôn. Thì ra là mê giọng hát. Cái gì nó có lý do hết chị. Đúng rồi. Nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bạo thủ hay thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió. Xong chồng em mới giải thích đó là hương vị tình yêu. Tức là anh chỉ có bảo thủ thôi. Còn cái tật kia đâu phải thật xấu đâu, cái đó là tiêu hóa tốt, tốt cho sức khỏe. Có khó chịu với em không? Chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng. Thế tốt rồi. Thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Chị biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực. Thì chị mong rằng là em hãy né tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em, để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là nguy hiểm đó. Hai gương ha. Bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực ra em, từ khi mà em quen anh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm con gái của bố mẹ. Nhưng mà chị cũng nói em nè, em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Thá Cương ha. Bây giờ đến cái phần rất quan trọng. Idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu phóng dạ. Xong sẵn đây cho mình rồi ông chụp cái tay mình. Nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vợ em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều, bởi vì em rất là không biết sao rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy, nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em, còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy. Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại thì mình này. Thôi thì vừa ba là nhất. Ba là chú muôn loài. nhất. Đây, mời xin em. Chào, xin chào. Chào nhà ca sĩ. Dạ. Không gì có thể thay thế em. Vâng ạ, cảm ơn anh trai. Thực tế là xin được gửi lời chào đến chị Hồng Vân với anh trai Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em là ca sĩ Lâm Trần Huy. Năm nay em 39 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh ạ. Mời em. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Hương. Em năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước nhưng mà cũng quê gốc cũng ở Hà Tĩnh luôn. Lần đầu tiên hai em gặp nhau, chạm mặt nhau đó. Thì vào lúc nào và chuyện gì đã xảy ra? Em để cho vợ em nói. Dạ, nếu nói lần đầu tiên gặp nhau thì năm đó chắc em mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Cái lần đầu tiên đó là lần đầu định mệnh luôn. Nhưng mà lần đó là ở Hà Tĩnh hay là? Dạ không, ở Bình Phước. Em đi diễn. À, dạ. Đó anh ấy nổi tiếng lắm. Ca khúc không gì có thể thay thế em. Đúng rồi. Dạ. Mà lớp 7 là biết mê rồi. Em cũng trông chờ đến lượt anh lên biểu diễn. Khi ngồi ở dưới mà đến lượt anh là hồi hộp lắm. Hồi hộp để muốn nghe anh hát.
Em thì ngồi không phải gần sân khấu, dưới cuối sân khấu. Ở giữa sân khấu, thì ngồi anh, kế bên mẹ. Thì tự nhiên anh đang hát trên sân khấu, xong rồi... Nhảy xuống. Tức là anh nhảy xuống, mà nhảy xuống đi đến một mình chỗ của em thôi. Em cũng không hiểu sao, như cấp duyên số trời định vậy ra là em đi thẳng xuống, em bắt đi em bắt tay. Chào mẹ, xong rồi bắt tay em. Rồi được, cái giây phút mẹ. Mà em chạm được cái bàn tay của thần tượng nó như thế nào hơn à? Dạ thì cảm giác lúc đó cũng khó tả lắm. Tay anh mềm mềm. Em muốn bể tim không? Tại vì á, cái người idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu phóng dạ. xuống xong sẵn ngay cho mình rồi chung cái tay đó, mình. Nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vợ em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm đó xong là thôi đó. Ừ. Dạ, đúng rồi. Sau mới gặp lại dạ. nhau. Em mới nhờ một người FC tìm cho cái gương mặt nào mới lạ mà xinh để cho mình quay cái clip đó chị. Dạ. Cô bé mới dắt Hương lên. Bạn của em mới đầu là không nói là lên đóng clip cho anh Huy đâu. À. Đi quay clip cho cái anh ca sĩ này rồi anh gửi cách xe cho. Tối đó em còn chưa chịu đi mà. Em một khăng khăng em nói nếu mày không nói thì thôi tao không đi. Sau đó mới nói là anh Lâm chứng Huy nó nói vậy đó. Sau em cũng vui vui bỡ ngỡ, tự nhiên cảm xúc 10 năm trước tự nhiên nó lại dạ. Nói nghe nè, có nghĩa là từ cái hôm định mệnh đó xong về là em vẫn cứ là idol của em vẫn là anh Huy đúng không? Dạ. Yêu đó. Một vài anh rồi. Cái chuyện yêu một vài anh là chuyện bình thường. Vẫn có còn một cái idol. Idol là cái đó. Đêm đó chắc khỏi ngủ luôn đúng không? Sáng sớm vậy là đi rồi. Khi mà em gặp bạn này là em có cảm giác em thích liền. Thích liền. Là mình nhìn là mình cũng thích rồi. Sau đó này vẫn chưa chịu thua. Là rủ qua phòng thu để thu âm. Thu cái bài Chia tay không lý do mà Hương hát rất là hay. Thì này, lúc đó là cùng năm là 38 tuổi rồi. Cha mẹ ở quê là dầm chân đấm ngực bắt lấy vợ rồi. Nghĩ là thôi đúng chắc. Bạn này chắc được đây. Để lấy số cái đó. Bởi vì gặp một cái là mình có cảm tình như là đây là vợ của mình rồi. Chiều tối đó là thu xong cái rồi thì vấn đề cho Năng đi về ở Bình Phước. Dạ, có gửi cách xe không? Không. Lúc đó là chưa mới đi thu. Em nhớ là vẫn đón taxi cho về Bình Phước hình chiều mấy. Hương về Bình Phước rồi đó. Dạ. Em có nhắn tin, có gọi điện thoại liên tục không? Có nhắn tin. Buổi tối hạt xong lên trên cầu là cũng gọi FaceTime lại khỏe. Anh chuẩn bị lên cầu nha. Đó cái kiểu vậy. Bao lâu thì em mới chinh phục được cô này? Buổi chiều hôm đó thu xong là thấy cùng Năng cũng... ok rồi. Cái người này là gặp cái là mình cảm giác là như là vợ mình rồi. Vợ mình rồi. Rồi thì cơm chan này gạo còn đó. Rồi thì mới gọi điện về khoe cha mẹ. Khoảng chưa đây một tháng là cứ 8 đêm nào cũng gọi điện thoại vậy. Đến đúng ngày 30 Tết là em xuống em đón lên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn. Em về Bình Phước hốt lên Sài Gòn luôn. Dạ. Xin phép cha mẹ. Xin cha mẹ lên Sài Gòn luôn. Dạ. Còn mà lúc đó là Hương đi làm chưa hay là vẫn dạ còn rồi đi làm? Em làm việc trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Lúc đó là dù là bảo lên làm ca sĩ nhưng sau này lên rồi thì mình tỉnh sau. Em lên thì em cũng đi theo rồi phụ cho anh. Nâng khăn sửa túi anh thôi. Làm quản lý cho anh. Làm quản lý nâng khăn sửa túi thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Cái giai đoạn mà em đi theo anh Huy lên thành phố, em có sợ? Cái ngày mà đặt chân lên thì tất nhiên là cũng có nhiều cái tâm trạng lúc đó. Vừa xa cha mẹ vừa buồn rồi vừa... lo không biết anh có bỏ không. Nói chung là có nhiều cái suy nghĩ cùng một lúc đó. Lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều. Bởi vì em rất là không biết sao rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy. Nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em. Còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà rồi nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy. Em cũng không biết sao về gặp một cái là mẹ Hương cũng thích luôn. Và em có nói là con cũng người Hà Tĩnh, quê mẹ cũng ở Hà Tĩnh. Thôi thì quê ta về ta tắm áo ta thì mẹ cứ yên tâm. Rồi mẹ cũng nói thôi thì giờ mẹ giao tất cả cho con. À, chiều đó là em đón đi luôn. Tết là cái dịp gọi là chạy show nữa. Dạ đúng rồi. Chạy bán sông bán chết. Cá sĩ là đua nhau chạy loan xong. 4-5 điểm. Khi bắt đầu mà 30 Tết hốt lên xong rồi bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Gần một năm chị. Gần một năm như vậy là em rong ruổi theo chàng là đi khắp liên kỳ lục tỉnh đúng không? Dạ. Là mà... như vậy là đã có chuyện sống thử đúng không? Dạ có. Dạ. Khi mà mới lên thì đêm đâu là hột luôn. Có nghĩa là gì nè, người ta là sang hẳn một trang mới để đã xác định rõ ràng rồi. Hai vợ chồng cũng tính là dự tính là cưới sẽ trễ hơn. Nhưng mà Hương lại có bầu. Vỡ kế hoạch.
Dạ, dạ. Bây giờ là bé mấy tuổi rồi cơ? Dạ được 13 tháng chị. Ừ. Chắc là ông bà mừng lắm phải không? Dạ cha mẹ mừng ạ. Chúc mừng hai em. Ừ, dạ. Nhưng mà lấy nhau về rồi sao ông này ổng có loại tật xấu gì không? Ông có hiếp em không? Vừa cứ kể thôi chứ. Anh Huy thì tật xấu cũng không có nhiều, mà có một cái là vì bạn bè quá, bạn bè mà gọi ở đâu rủ một cái là ham vui lắm, gọi một cái là chỉ muốn đi đến đó thôi. Yêu bạn. Dạ. Và những lúc vậy thì em cứ càm ràm rồi em không cho đi, em làm mọi cách để ở nhà, Có khi nào là coi như là làm cỡ nào ổng cũng đi hay không? Dạ không. Nói chung là những bạn bè rủ á thì có những cái mà em cũng đồng tình rồi em cũng đi với anh. Có những cái nào mà em không đồng tình, hoặc là tại vì bạn bè rủ rê anh rất là nhiều chứ không phải là ít, em không đồng tình là em em dùng mọi cách để anh ở nhà. Có giỡn hớt mà kiểu như có hề hước không vậy? Ở nhà là ví dụ vợ đang bực cái gì đó là toàn chọc cho điên lên, xong rồi bắt đầu giỡn, đứng múa xong rồi làm mấy cái mắt lé mắt đồ tụi. À vậy là lầy lắm, nhây cũng giống Thái. Nhây Thái cũng như vậy đó. Những lúc nào rảnh rỗi cũng mê game. Mê game dữ không em? Cái mức độ mê game không bãi như không dữ thì cũng không dữ lắm, nhưng mà ví dụ đang tập trung cái gì đó là kêu làm gì, đợi chậm tí mà 5 phút sau chưa thấy được hết, vẫn đang ngồi miệt mài. Anh hỏi nè, có ghen không? Dạ thời gian đầu thì có, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại thế thì mình này. Thôi thì vừa ba là nhất. Ba là chú muôn loài. Nhất mà tí nữa mà chìa khóa mắng cho nên bỏ để sẵn đó mà. Nếu mà nói nhiều nó trốn luôn. Trốn đi. Anh Dương Hân mỗi lần mà vợ nói gì, ba là chú muôn loài. Vâng ạ. Nó xấu tí nhá. Từ ngày mà cô con là cũng hay, nói chung là hay lên chức đó, lấy con ra với mình. Làm chức làm quyền đúng không? Dạ. Đó. Trước khi nói là như nào đó thì mình cũng nói vừa là càm ràm nhiều quá đúng không? Dạ, hay càm ràm nhiều mà đàn ông nghe nhiều là thấy rất là khó chịu. Nói một lần là người ta đã hiểu rồi, mà càng nói nhiều lần người ta lại cũng không làm, là không hiểu luôn. Nói mong vừa thay đổi thì hiểu chồng hơn một tí nữa đó, bởi vì anh em sống thì phải có anh em, có bạn bè. Nhiều khi ở cái xã hội này mà mình có anh em bạn bè thì là mình cũng không làm được cái điều gì nhiều cả anh trai nhỉ. Còn Hương sao? Hương mong muốn chồng thay đổi gì? Mong muốn chồng cũng hiểu em hơn tí nữa. Cũng mong muốn chồng là luôn luôn yêu thương vợ con càng ngày càng một nhiều hơn thôi. Thế thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Là Hương là 94 hả Hương? Dạ em 93 chị ạ. Tức là hai bạn này là cái thế hệ nó khác nhau. Đúng dạ. Cái thế hệ của Huy với lại Thuận nè, dạ. Là anh em bá tánh bạn bè nhiều lắm. Dạ. Cái thời lúc mà trẻ bắt đầu đi tạo dựng sự nghiệp á, thì hồi đó làm gì có Facebook, hồi đó làm gì có gọi là 4.0 như bây đúng giờ. Rồi. Dạ. Thành ra là phải gặp nhau liên tục. Tất cả những cái mối quan hệ đều dựa trên cái bạn bè bá tánh đó, hỗ trợ hỗ tương cho nhau để cùng phát triển. Đúng rồi. Bây giờ thì khác, bây giờ nhiều khi mình không cần những cái đó, mình vẫn có thể phát triển được nó, nhưng mà ngày xưa là không có. Dạ. Thành ra là đúng là Hương cũng nên thông cảm với bạn Huy, là ví dụ có những cái mối quan hệ mà từ trước rồi, tình nghĩa đó, tình nghĩa lâu dài rồi, đúng không em? Mình không thể nào bỏ được. Mình sống có trước có sau. Nhưng mà ngược lại đó thì em á, tại vì em có cô vợ trẻ thì là em phải trẻ hóa mình nữa. Vâng. Để vợ em thấy cái khoảng cách nó ngắn lại, nó hẹp lại. Đó thì lúc đó là hai vợ chồng sẽ rất là hiểu nhau, sẽ đồng cảm, sẽ hòa điệu với em. Cho hai em mãi mãi hạnh phúc và mãi mãi tận hưởng những gì tuyệt vời nhất ở cuộc sống này. Cảm ơn anh, cảm ơn hai em. Dạ. Xin chào.